À, xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình xin phép chia sẻ về cái chủ đề đạo Phật. Thì nội dung trình bày này là tập số 11. Thì cũng mong là cô bác anh chị và các bạn cố gắng xem từ tập 1 đến tập 10 giùm mình. Đó, thì chúng ta nói tiếp về tập 11 đó thuận tiện hơn. Còn nếu như mà chúng ta chưa xem thì cô bác anh chị hạn chế comment. Tại vì thực sự ra mình cũng biết có nhiều người họ chưa có xem từ tập 1 đến tập 9. Họ nhào vô họ xem tập 10. Nhưng mà họ lại rất là vội vàng comment. Thì đôi khi nếu mà comment mà cũng không đến nỗi nào thì mình có thể mình xóa comment thì thôi. Còn đối với những comment chửi rủa của dư luận viên chó điên, hoặc là của súc vật nằm vùng, hoặc là những kẻ cuồng tín ngu muội đần độn, thì những kẻ đó thì chẳng những mình xóa comment mà mình còn lóc lại luôn. Đó. Thì mà cái đề tài này á mình có hai phần. Phần thứ nhất là nói về cái sự run sợ của tà quyền độc tài súc vật. Là tại vì á là khi mà mình làm cái tập 10, tức là vạch trần. Thứ nhất là vạch trần cái sự mê tín. Thứ hai là vạch trần cái sự biến thái của kinh Vu Lan. Và cái quan trọng nữa là vạch trần cái âm mưu gọi là kiếm chác của cái bọn ma tăng, âm mưu kiếm chác của bọn ma tăng, tức là lợi dụng đạo Phật để mà bày ra cúng kiến nhằm dơ dét của bá tánh, lợi dụng cái sự gọi là hiếu thảo để mà bày ra một cái phương pháp báo hiếu rất là ngu xuẩn. Thì cái tập số 10 là mình bài trừ những cái ngu xuẩn, những cái bậy bạ ở trong một cái văn bản tuyên truyền tự xưng là kinh Vu Lan. Cái văn bản tuyên truyền này đó nó không phải là của đạo Phật Nguyên Thủy, mà nó do là Tàu Tàu đã bịa ra cái kinh Vu Lan này. Và tại sao dám nói cái kinh Vu Lan là do Tàu bịa ra, là tại vì cái điều này đã được thầy Từ Thông, thầy Thích Từ Thông hiệu là Như Huyễn Thiền Sư xác nhận là kinh Vu Lan là không phải của Phật giáo Nguyên Thủy mà là của Tàu bịa ra nhằm đầu độc dân chúng, làm cho quần chúng u mê. Cho mình nói là hoàn toàn có cơ sở. Thì trong tập số 10 mình đã đọc hai lần, mình có hai lần để mà mình đọc là cái lời văn của thầy Như Huyễn Thiền Sư rồi. Đó, mà ở đây mình không có nói lại. Bạn nào muốn tìm hiểu thì ta xem lại tập số 10. Thế thì là mình đã nhận được những cái comment phản hồi trong cái tập số 10. Thì đa số, đại đa số là mọi người ủng hộ cái việc mình vạch trần cái sự mê tín nhằm âm mưu hủy hoại đạo Phật. Mọi người ủng hộ cái công việc của mình. Đó là gì? Đó là vạch trần cái sự mê tín, cũng như là vạch trần cái thủ đoạn của cái bọn ma tăng, nó nhằm là nó lợi dụng đạo Phật để mà nó trục lợi. Thì đại đa số là người ta ủng hộ. Chỉ có một thành phần thiểu số, thành phần thiểu số là nó vô nó chửi bới. Thế thì là mình vẫn trả lời cho cái thiểu số này. Đó, mình vẫn trả lời cho cái thiểu số này ngắn gọn thôi, mình trả lời ngắn gọn thôi vì không có thời gian làm việc đối với những cái thiểu số ngu dốt. Đó. Thế thì là bây giờ mình đọc cho các cô bác anh chị và các bạn nghe một số cái comment của những cái thiểu số này là như sau. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là không tin, không nghe, không theo thì đừng phỉ báng, tội chồng thêm tội. Đó là một cái comment của một cái thiểu số mà không ủng hộ. Một lát nữa mình phân tích những cái ngu ở trong cái comment này sao.
Bây giờ mình cứ đọc trước hết đi. Rồi không nên dính vào tôn giáo, cho dù là Phật hay Thiên Chúa thì đều là phải được kính trọng ngang nhau. Rồi comment tiếp theo, hết thuốc trị đem kinh Phật ra phỉ báng, tội lỗi. Đã, tiếp tục. Rồi tôi tôn trọng thầy là nhà hoạt động đấu tranh, nhưng thầy không thích Phật giáo thì mong thầy cũng tôn trọng Đức Phật. Cái Facebooker này viết còn dài lắm, nhưng mà mình đọc đoạn thôi. Viết văn viết cụi mình đọc đoạn vậy thôi. Tiếp tục. Rồi là không cùng tôn giáo thì đừng nói xấu nhau. Hoặc là một cái comment khác, tâm linh nên tránh. Rồi một cái comment nữa là gì? Là kinh Vu Lan rất là thâm sâu. Rồi tiếp tục, mày đừng bôi nhọ những người theo đạo Phật. Tiếp tục, mày sẽ đọa địa ngục. Đó, những cái comment của một cái thiểu số nó là như vậy. Bây giờ mình xin trả lời chung, một lát nữa mình phân tích những cái ngu trong comment này sao. Bây giờ mình nói trả lời chung nè. Là ở trong cái video tập 10 về đạo Phật, tức là gì? Tức là vạch trần cái sự mê tín, cái sự biến thái của kinh Vu Lan. Rồi vạch trần cái âm mưu trục lợi của những cái ma tăng. Thì mình có nói rất là rõ, và mình nói tới hai lần, mình nói rất rõ, giải thích rõ ràng là gì? Là mình không hề phỉ báng đạo Phật, mình không hề phỉ báng đạo Phật, không hề phỉ báng Đức Phật. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình sẽ phỉ báng cái gì đây? Mình sẽ phỉ báng, mình sẽ mạt sát, mình sẽ chửi rủa, và mình chắc chắn là mình sẽ không bao giờ ngừng phỉ báng, mình sẽ không bao giờ ngừng mạt sát, ngừng chửi rủa cái gì? Ngừng chửi rủa thứ nhất là cái bọn sư ma tăng. Mình chắc chắn mình sẽ chửi vô mặt cái bọn sư ma tăng, mình sẽ ỉa vô mặt cái bọn sư ma tăng, đó là lẽ đương nhiên, và mình không bao giờ ngừng cái việc này. Cái thứ hai là mình sẽ chửi những cái kẻ nào mà đã lợi dụng đạo Phật, lợi dụng đạo Phật để gì? Để thứ nhất là nó trục lợi cá nhân, nó lợi dụng cái đạo Phật để trục lợi cá nhân, hoặc là gì? Hoặc là nó lợi dụng đạo Phật để mà nó đi làm tà trị, đó là mình sẽ chửi nó, mình sẽ chửi hoài. Rồi một cái thứ ba nữa là gì? Là mình cũng sẽ phỉ báng, mình sẽ chửi rủa những cái thằng, những cái con, những cái thứ, những cái kẻ mà nó làm gì? Nó đi tuyên truyền mê tín, nó đi tuyên truyền mê tín ngu sẩn dốt nát, rồi nó đổ thừa cái gì? Nó đổ thừa cái đó là của đạo Phật. Đạo Phật là một cái đạo là giác ngộ, đạo là con đường, Phật là giác ngộ, tức là đạo Phật là con đường giác ngộ, đưa người ta đến cái sự khai minh. Cho nên đạo Phật không bao giờ là chấp nhận bất cứ cái sự mê tín nào cả. Những cái gì mê tín nó không thuộc về đạo Phật, nó là cái gì thì kệ cha nó, nhưng nó không phải đạo Phật. Đó. Thế thì bây giờ những cái thằng, những cái con, những cái đứa ngu mà nó đi tuyên truyền mê tín, xong rồi nó đổ thừa cái đó là của đạo Phật. Để chi vậy? Tại sao nó làm như vậy? Để là nó nghe theo cái lệnh, nghe theo cái chỉ thị, cái chỉ đạo của tà quyền, độc tài, xúc vật. Để làm chi? Để mà nó hủy hoại đạo Phật. Nó làm cho người ta không tin vào đạo Phật nữa, bởi vì nó đem ba cái tuyên truyền mê tín dốt nát bậy bạ, rồi nó đổ thừa cái đó là của đạo Phật. Để làm chi? Để là người ta cảm thấy rằng là đạo Phật là mê tín. Có phải rõ ràng rằng nó đang âm mưu là hủy hoại đạo Phật hay không? Trong khi đạo Phật là không hề là mê tín. Những kẻ tuyên truyền mê tín là đổ thừa cho Phật là những kẻ đang âm mưu hủy hoại đạo Phật. Những cái người đó là những kẻ bán Phật cầu dinh. Những cái thứ đó cần phải đem ra mạt sát, chửi rủa, khóa mõm nó lại, lấy rọ chó rọ mõm nó lại. Đó, chúng ta lưu ý nhận như vậy. Mà rõ ràng rằng là mình đã nhắc hai lần rồi, mình nhắc hai lần trong video đó, vậy mà vẫn có những cái kẻ xúc vật nó vô nó sủa. Thì bây giờ mình nói sao? Mình nói hai lần ra, tức là khúc đầu mình có nói, sau đó mình có nói lại một lần nữa. Mình nói rằng là kinh Vu Lan là không phải là kinh Phật nguyên thủy. Cái này là thầy Như Huyễn thiền sư nói, chứ không phải mình nói đâu. Nó không phải là đạo Phật nguyên thủy, mà nó là của ai? Mà nó là cái văn bản tuyên truyền của Tàu. Thầy Từ Thông nói đã rõ ràng như vậy. Còn nếu muốn cãi thì đi qua nhà thầy Từ Thông cãi. Nó tự nhiên đi vô nói mình là đang là phỉ bán đạo Phật. Phỉ bán đạo Phật hồi nào? Mấy cái người mà nói mình phỉ bán đạo Phật là mấy người đó họ không có não. Cái bộ não của họ là không có. Hoặc là cái đầu họ là đầu tôm chứa cứt ở trong đó. Thấy không?
ta không hề phỉ báng đạo Phật, ta chỉ chửi cái văn bản tuyên truyền ngu sẩn mê tín mà nó hôn mình đi phỉ báng đạo Phật, đúng là cái đầu nó đầu bò rồi. Thì bây giờ nhân đây mình cũng giới thiệu thêm một chút về là thầy Như Huyễn Thiền Sư. Thấy không? Các bạn cứ tự lên mạng các bạn search cái video của thầy Từ Thông, thầy bạn search là thầy Thích Từ Thông hoặc là Như Huyễn Thiền Sư, có nhiều video lắm, thầy giảng nhiều video lắm, bạn lên bạn coi. Đương nhiên mình không nói rằng là bạn coi là bạn đi tin hết vào những cái gì mà thầy nói. Kể cả Đức Phật, Đức Phật cũng nói rằng là đừng bao giờ tin vào tất cả những gì ta nói. Bởi vì nếu như các ngươi tin những gì ta nói mà các ngươi không đi kiểm chứng, có nghĩa là các ngươi đang mê tín. Đó, lỡ ta nói sai sao? À, các ngươi tin hết rồi là có phải các ngươi mê tín hay không? Các ngươi phải tự suy xét thôi. Hơn nữa rằng là ngày xưa khi Đức Phật thuyết pháp là Đức Phật không hề có là giấy cũng như là bút để mà biên chép lại, cho nên Đức Phật nghĩ ra cái chiêu gọi là cái chiêu tụng kinh cho nó dễ thuộc, để mà chi, để các đệ tử tụng. Đó, tụng chi? Tụng không phải là để tụng để mà giác ngộ, tụng để giải thoát, mà tụng để thuộc thôi. Để thuộc để làm gì? Đó mới chỉ là bước một thôi, nhưng cái bước hai nó mới quan trọng hơn bước một. Cái bước hai là gì? Là ngồi suy nghĩ, suy nghĩ coi những cái lời tụng đó nó có ý nghĩa như thế nào, cái đó mới là quan trọng. Như vậy cái tác dụng của tụng thì nó cũng có một số cái tác dụng như sau. Thứ nhất là để thuộc rồi mới bắt đầu ngồi suy nghĩ, chứ bây giờ không có giấy viết rồi bây giờ nếu không thuộc thì lấy cái gì mà suy nghĩ? Trong đầu không có gì hết sao suy nghĩ? Trong đầu mình cũng phải có chữ mình mới suy nghĩ. Đó là cái việc, cái tác dụng thứ nhất của cái việc tụng. Cái tác dụng thứ hai là đi truyền bá. À, thì bây giờ mình đi tụng xong đó, rồi mình đi truyền bá cho người khác, mình truyền bá với cái hình thức tụng thì nó cũng dễ thuộc cho người ta. Đó là cái tác dụng thứ hai là đi truyền bá. Thì trong cái vấn đề truyền bá thì mình cũng mở rộng thêm là gì, là khi mà người ta tụng á thì cũng làm gì, cũng làm lây lan cái cảm hứng, lây lan cái sự tò mò, tức là gợi mở cái sự tò mò cho những người ngoại đạo. Tức là người ngoại đạo nghĩa là người đó không phải đạo Phật, nhưng bắt đầu tò mò, thấy mấy ông thầy này ông tụng cái gì vậy ta, bắt đầu ngồi nghe, ngồi từ từ mới bắt đầu lợi hỏi. Đó, thì bắt đầu lợi hỏi thì thầy ông sư thầy á, thầy chân chính á, mới rồi bắt đầu là truyền đạo. Đó là như vậy là tác dụng của tụng, chứ đâu phải tụng là giải thoát, tụng là giác ngộ, rồi tụng là báo hiếu. Thấy không? Đó, cái quan trọng nhất là phải suy nghĩ cái lời tụng đó, chứ đâu phải là quan trọng là ngồi tụng đâu. Đó, và chính thầy Từ Thông cũng nói rằng là cái gì? Đó là kinh điển Phật nhằm dạy cho đệ tử nghe. Kinh điển là nhằm là để giảng, đó, giảng cho đệ tử nghe. Thấy không? Nào ngờ nó tụng bắt ta nghe. Có nghĩa là nó thỉnh Phật về ngồi. Đó, nó thỉnh Phật về ngồi tụng kinh Pháp Hoa. Đó, mỗi lần tụng là 9 tiếng đồng hồ. Đó, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe, lỡ nghe nó mời, nghe nó mời xong ngồi xuống coi nó mời xuống làm gì. Thấy lỡ nó mời xuống rồi, bắt đầu rồi ráng nghe nó chết rồi, bữa nay nó tụng kinh Pháp Hoa. Đó. Nó tụng 9 tiếng mà lỡ xuống rồi không lẽ bỏ đi. Nó ráng ngồi nghe. Tại vì theo cái phép lịch sự là ta mời mình lỡ rồi mình ráng ngồi chịu trận nghe chứ không lẽ bỏ đi. Đó, 9 tiếng ngồi nghe sụm bả chè luôn. Đó, tuổi già 80 rồi. Nghe gì nổi nữa? Lúc mà Phật mà nhập vào niết bàn, tức là lúc mà Phật mà chết á là Phật 80 tuổi, một số tài liệu nói là 80 tuổi. Đó, thì cứ coi như là 80 đi. Thì bây giờ là 80 tuổi già rồi làm sao mà ngồi mà nghe 9 tiếng mà ngồi nghe gì nổi. Rồi như vậy thì là các bạn muốn tìm hiểu về thầy Từ Thông, các bạn cứ lên trên mạng các bạn search giới thiệu thêm luôn là thầy Từ Thông đó là thầy của Thích Nhật Từ, là thầy của Thích Nhật Từ đó. Các bạn cứ lên trên mạng bạn search cái video mà thầy Từ Thông nói gì về đệ tử của mình đó, giới thiệu cho các bạn nghiên cứu thôi, còn chuyện tin hay không là chuyện của bạn. Mình đâu có bắt ai tin vào cái quan điểm của mình đâu, mình không bắt các bạn tin vào quan điểm của mình. Lúc nào mình cũng khuyến khích các bạn tự suy nghĩ. Đó. Bởi vì là thầy Từ Thông cũng nói đó là gì? Văn tư tu, tức là gì? Tức là nghe. Nghe đi, nghe sau đó là gì? Là suy nghĩ, tư duy. Anh nghe xong rồi anh bắt đầu anh suy nghĩ, anh tư duy, anh thiền định, anh coi người ta nói đúng hay nói sai. Đâu phải nghe là đúng hết đâu. Hãy suy nghĩ, quan trọng nhất là suy nghĩ. Và sau khi suy nghĩ, sau khi hiểu được thấu triệt rồi bắt đầu mình thực hành. À, tức là gì? Là mình tu sửa, mình thực hành. Đó. Gọi là văn tư tu. Tại vì sao? Khi Đức Phật truyền đạo,
thì lúc đầu là gì, là chỉ là truyền miệng đúng không, mà truyền miệng thì là sao, tam sao thất bổn đó, thì 700 năm sau mới bắt đầu là có người biên thành kinh. 700 năm sau khi Đức Phật đã gọi là, người ta gọi là nhập tập, tức là người nhập niết bàn. Còn mình dùng cái ngôn ngữ bình dân là 700 năm sau ngày Phật bị chết đó, thì lúc đó mới có người, người ta ngồi người ta ghi lại. Còn trước đó là truyền miệng, thế thì đương nhiên là tam sao thất bổn. Mà bản thân Đức Phật cũng biết rằng là sẽ tam sao thất bổn. Thậm chí có những cái thằng ma tăng, những cái thằng đầu bò óc chó nào đó, nó vô nó phá hoại, nó bịa ra, nó nói điên, nó xàm, nó nói này là của Phật giảng. Ai mà biết được cái nào đúng cái nào sai, các bạn hình dung được không? Rất là nhiều người họ nhảy vô, họ nói điên, nói khùng, nói xàm, nói mê tín dị đoan, xong họ nói à này hồi đó Phật nói vậy đó, 700 năm trước Phật nói vậy đó, ai kiểm chứng được chuyện này? Cho nên sao, cho nên Phật nói rằng là đừng tin những gì do kinh sách. Tức là Phật đã biết trước được rằng là tam sao thất bản, Phật biết trước được rằng sẽ có người vô quỷ hoại, vô phá hoại. Cho nên Phật mới nói trước luôn là đừng tin những gì do kinh sách, đừng tin những gì do bút tích thánh nhân, đừng tin những gì do người ta truyền miệng, người ta lưu truyền, đừng tin những gì do ông thầy ổng giảng, đừng tin những gì do là phong tục tập quán đó. Mà sao, mà hãy chỉ tin những gì mà bạn hãy suy nghĩ cẩn thận, suy xét, quán chiếu, bạn thiền định, bạn tư duy, bạn thấy nó đúng, nó có lợi cho bạn, có lợi cho người thì bạn hãy tin. Cho nên là Đức Phật đã biết trước được là sẽ có người phá hoại nên Đức Phật đã dặn như vậy rồi. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta đọc về những cái tài liệu gì mà liên quan đến Phật học đó, thì chúng ta phải làm theo cái phương pháp của Đức Phật, đó là hãy tư duy, đã suy nghĩ. Nếu mà nó đúng thì mới tin, còn nó xàm thì hãy mạnh dạn bỏ đi. Và nếu mà nó xàm có nghĩa là do cái thằng ma quỷ nào đó nó ngồi nó bịa ra rồi nó đổ thừa của Phật. Chúng ta phải hiểu như vậy. Tới 700 năm sau mới có người ngồi biên, mà biên cũng chưa chắc đã biên đúng nữa. Nó cho nên là đừng có bao giờ mà bạn cứ cái gì mà gọi là kinh Phật là bạn ngồi bạn tin sái cổ vô, đó là mê tín, đó là ngu muội. Bây giờ ví dụ như mình viết đây, ví dụ mình là ma tăng, mình ví dụ thôi, mình ma tăng, mình viết ra một cuốn sách tầm xàm, cái mình nó đi là lo lót đốt lót, mình xuất bản được, mình ghi chữ kinh vô, các bạn tin à? Nếu mà bạn tin nhưng mà bạn thấy có chữ kinh các bạn tin thì tao bỏ là bạn quá ngu sửng. Cho nên mình đang nói những cái loại mà thiểu số mà vô nhà mình mà sủa đó đó, thì họ là gì, họ là những cái người mà thật sự là nó cuồng tính, nó ngu muội, nó đần độn dữ lắm, cứ thấy chữ kinh là tin. Bây giờ mình sẽ phân tích coi những cái người mà họ chửi rủa mình ở trên cái Facebook đó các bạn, thì mình sẽ phân tích, mình sẽ phân họ làm ba loại. Thứ nhất á là có thể họ bị ngu, đúng không, như nãy mình phân tích rồi đó, có thể họ bị ngu, họ cuồng tín quá đi, họ cứ thấy có chữ kinh là họ nghĩ rằng đó là tài liệu là do lời Phật nói, họ bị cuồng tín, họ bị ngu đó, đó là trường hợp thứ nhất. Nhưng mà mình nghĩ là cái khả năng này nó thấp, cái xác suất mà họ bị ngu là thấp, mình nghĩ là như vậy. Là tại vì sao? Bởi vì trong mỗi cái bài giảng thì mình nói rất là cặn kẽ, kỹ lưỡng. Thậm chí có những khi là mình nói lại nữa, bởi vì mình sợ người ta bắt bẻ. Cho nên mình nói lại, nói kỹ. Không phải mình nói là mình sợ các bạn không hiểu, mình tin rằng các bạn rất là thông minh. Mình tin là như vậy. Nhưng mà tại sao nhiều khi mình nói lại mà mình sợ là bạn bắt bẻ đó, cho nên mình nói kỹ. Thế thì nói tới hai lần như vậy thì mình tin rằng là ai cũng hiểu hết á. Cho nên cái khả năng mà người ngu mà chui vô Facebook nhà mình thì mình nghĩ là khả năng đó rất là thấp, rất là thấp. Rồi vậy thì lợi cái trường hợp là người ta bị ngu ra đó. Vậy thì sao, vậy thì tại sao họ chửi mình như vậy? Thì nó có cái trường hợp thứ hai là gì, là họ hồ đồ. Họ hồ đồ có nghĩa là họ bay vô họ nghe mới có 5-6 câu họ chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện hết, bắt đầu họ chửi. Đó là họ hồ đồ. Có nghĩa là mình đã nói tới cái tập 10 rồi thì tức là trước đó nó phải có 9 tập. Tức ta phải suy luận là như vậy. Ta phải suy luận là trước đó đã có 9 tập rồi. Đây đang nói tập 10. Cũng như hôm nay mình nói tập 11 có nghĩa là trước đó đã có 10 tập rồi. Thì bây giờ nếu cái gì không hiểu thì ta chịu khó ta coi lại những cái tập trước. Nó chưa gì hết là bắt đầu là nhảy vô comment. Chửi rủa sầm hết, như vậy là họ hồ đồ. Đó. Như vậy thì sao? Như vậy thì á là đối với những cái loại hồ đồ này á thì mình sẽ khóa lại. Tại mình không muốn làm bạn với hồ đồ. Nó mất mệt lắm, nó phiền chứ lắm, mình khóa mấy người hồ đồ này lại hết. Mình sẽ xóa comment của họ, mình xóa comment đó.
chửi rủa mà mình cảm thấy rằng hồ đồ và mình xóa comment, mình không chửi lại đâu, xóa comment thôi và mình khóa lại luôn. À, mình không thích làm bạn với những kẻ hồ đồ các bạn. Một cái trường hợp thứ ba đó là gì? Đó là họ không phải bị ngu, họ cũng không phải là hồ đồ luôn, mà họ là gì? Họ là dư chó viên. À, dư chó viên ăn cứt gà chiên. À, hoặc là gì? Hoặc là súc vật nằm dùng. Đó, thì đối với những kẻ này á thì là họ rất là khốn nạn, cho nên mình phải khóa mõm họ lại. Và cách thức mình khóa mõm là mình sẽ comment vô, mình comment là đã khóa mõm, và mình đăng cái hình một cái con chó bị rọ vô, bởi vì là mình nói rằng là họ là giống như con chó vậy đó. Giống như chó vậy đó, mình lấy cái rọ, mình rọ mõ của họ lại. Đó, và mình khóa mõm lại. Tức là mình comment xong mình mới khóa. Tại khóa rồi comment không được, cho nên mình comment xong, mình rõ mỏ họ lại xong mình mới khóa mỏm họ lại, khóa cái Facebook của họ lại. Đó, thì mình có vô mình nghiên cứu cái Facebook của dư chó viên cũng như là súc vật nằm dùng này. Đó, ai mà chửi mình là mình bắt đầu mình vô mình nghiên cứu coi cái Facebook của họ. Đó, nhiều quá thì nhiều khi mình làm biến đó, mình khóa là cạch 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 hết từ trên dưới, mình coi mình khóa là luôn. Nhưng mà nếu như mà mình có thời gian đó thì mình sẽ dò vô mình coi Facebook của họ, thì mình thấy là tất cả các Facebook của họ đều có hai cái đặc điểm sau đây. Thì là một á là họ là xài Facebook giả, nó có thể là có chẳng có tấm hình nào hoặc là có một vài tấm hình. Đó, Facebook cũng có thể lập lâu rồi nhưng mà là Facebook giả chuyên đi comment dạo, có một tấm hình hoặc hai tấm hình thôi. Thì Facebook giả đó thì đương nhiên là dư chó viên rồi, khỏi phải bàn. Nó cũng có một cái trường hợp thứ hai là Facebook của họ cũng có hoạt động. Nhưng mà hoạt động gì? Hoạt động là share bài chứ không có viết bài. Họ không có livestream, họ không có viết bài luôn, họ không có viết bài để mà thể hiện quan điểm cá nhân. Và họ là share bài là chủ yếu. Thậm chí là họ share bài của những người, họ share những cái livestream đó các bạn, của những người mà gọi là đấu tranh. À, để chi? Để họ giả bộ rằng là họ cũng đang đấu tranh. Đó, cái âm mưu của dư chó viên của súc vật nằm dùng nó là như vậy. Tức là súc vật nằm dùng nó cũng giả bộ xe bài của những người đấu tranh để chứng tỏ rằng nó là cái người đấu tranh. Đó là cái âm mưu của tà quyền độc tài, súc vật nằm dùng nó là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là nếu như bạn tìm cái hình ảnh cá nhân của cái người đó đó, cái Facebooker đó đó, thì không có. Không có hình ảnh cá nhân nữa đó, chỉ toàn xe bài thôi. Như vậy thì chắc chắn đó là súc vật nằm dùng hoặc là dư chó viên. Rồi nếu mà cái người mà họ đấu tranh thật sự, họ đưa mặt họ ra, họ đưa mặt họ ra. À, còn không gì, còn không, nếu mà họ là hoạt động ẩn á, hoạt động ẩn thì cái đương nhiên là họ là nhà hoạt động rồi, dân chủ nhân quyền, thì đương nhiên họ là cái người có kiến thức. À, mà họ có kiến thức, họ có trí tuệ chứ. Cái người mà hoạt động dân chủ là người có trí tuệ, họ mới đi hoạt động dân chủ. Còn nếu mà họ ngu thì họ không có hoạt động dân chủ đâu. Những người hoạt động dân chủ đều, tất cả đều là những người có trí tuệ. Mà người hoạt động dân chủ thì người ta không có mất dạy, người ta không có chửi rủa. À, những người chửi rủa là gì? Là những người mà họ không có kiến thức, họ không có lịch sự, họ không có văn hóa. Như vậy thì kể từ lần tiếp theo thì là mình sẽ không có trả lời cho cái lũ đầu bò nữa, mà mình cứ khóa thôi, cứ khóa mỏm. À, khóa mỏm là hết, nó khỏi trả lời, nó mất cái thời gian. Đó, nhưng mà dù sao mình cũng cảm ơn. À, thứ nhất là mình cảm ơn những cái kẻ hồ đồ đã chửi rủa trên cái Facebook mình. Mình cũng cảm ơn cái bọn súc vật nằm dùng, cái bọn dư trâu viên, nó vô nhà mình nó sủa. Mình cũng cảm ơn nó là vì sao? Là cũng nhờ cái lũ này á, mà mình có gọi là cái động lực. À, mình có cái động lực để mà mình làm tiếp tập 11, rồi mình sẽ làm tiếp tập 12, 13. Mình dự kiến là mình sẽ làm ít nhất là 100 tập để mà vạch trần những cái âm mưu quỷ hoại đạo Phật của cái bọn mê tín, của cái bọn tà quyền súc vật, của cái bọn mà sư ma tăng. Đó, nó có một cái âm mưu, một cái kế hoạch đã được lên chương trình từ trước để mà nhằm mục tiêu cài cắm quỷ hoại đạo Phật. Ta mới gọi là thời mạt pháp là như vậy. Tức là cái đám súc vật của tà quyền độc tài toàn trị, nó cài cắm vào để mà nó hủy hoại đạo Phật. Bởi vì sao? Bởi vì đạo là người ta có tổ chức, có, tại vì tư tưởng người ta hiểu được. Khi mà tư tưởng người ta có cái sự tương đồng là người ta sẽ hình thành
nên một cái nhóm, cái sự đoàn kết. Đó, mà tà quyền độc tài xúc vật, chó đẻ bị ổi khốn nạn, thì nó rất là sợ người ta đoàn kết, nó sợ dân đoàn kết lắm. Cho nên nó phải tìm cách nó hủy hoại tất cả các tôn giáo, nó hủy hoại tất cả các cái đạo pháp, nó hủy hết. Đó, nó cài cấm người vào tất cả luôn. Cái nào cài được là nó cài, cái nào cài không được là nó đánh phá, nó đốt phá. Nó kinh khủng lắm. Cho nên nó là cái mục tiêu của mình là mình phải làm đó, ít nhất là 100 tập để mình vạch trần cái âm mưu này. Đó, mình phải vạch trần ra. Nhưng mà mình nói là mình nói như vậy, nhưng mà nhiều khi á, mình làm rất là nhiều cái thứ. Mình giảng kinh tế học, mình dạy toán, rồi mình vạch trần những cái mê tín ở trong cái truyện cổ tích. Đó. Rồi trong những cái những cái văn bản tiên truyền mà tự xưng là văn học. Đó, vạch trần những cái mê tín, những cái ngu sẩn, những cái ngụy biện dối trá ở trong cái khổng nô. Đó, gọi là nô giáo. Đó. Đó, cho nên là công việc rất là nhiều, cho nên nhiều khi mình làm cái này chút cái mình lại qua cái mảng khác. Mình đã làm tùm lum. Mà nhờ cái bọn mà chó như chó viên nè, thì mình có cái động lực để mình tập trung vào là đạo Phật. Mình tập trung vào đạo Phật, mình sẽ tập trung nhiều vào đạo Phật để mà vạch trần cái mê tín này. Nói chung cũng cảm ơn cái lũ chó này. Đó. Nhân đây thì mình cũng xin trân trọng thông báo cho dư chó viên xúc vật nằm dùng, trân trọng thông báo là chẳng những mình vạch trần cái âm mưu của kinh Vu Lan không đâu. Đây mình kể thêm ba cái kinh nữa mà mình sẽ là trước sau gì mình cũng phải vạch trần. Trước sau gì mình cũng sẽ vạch trần cái âm mưu đó. Mình kể nha. Để mà dư chó viên cũng như là xúc vật nằm dùng nó có cái sự chuẩn bị tinh thần. Nó nghiên cứu trước đi. Nó nghiên cứu đem ra nó đọc trước đi. Để có gì nó còn vô nó sủa nữa. Mình kêu nó đừng sủa, nhưng mà chắc chắn nó sẽ sủa cho bạn coi, nó sẽ sủa dữ lắm. Tại vì sao? Tại vì nó ăn lương ba củ, mục tiêu là để sủa. Đó là như vậy. Thứ nhất đó là gì? Đó là hồi dương nhân quả và ngọc lịch minh kinh. Nhắc lại cho dư chó viên biết. Mình sẽ vạch trần hồi dương nhân quả và ngọc lịch minh kinh. Thứ hai mình sẽ vạch trần ngọc lịch biểu phiêu. Sự mê tín tà bậy của ngọc lịch biểu phiêu. Cái thứ ba là mình sẽ vạch trần cái sự dối trá mê tín của đạo viên minh thánh kinh. Đạo viên minh thánh kinh đó, ít nhất là mình sẽ làm thêm ba cái quyển đó. Ngoài ra nhiều quyển khác nữa, chắc là không có thời gian để làm. Cái nào quá đáng quá thì làm thôi. Cái nào quá đáng quá thì làm thôi. Còn cái nào thì thấy cũng không đến nổi thì thôi, cũng không có thời gian để mà dành cho cái việc xàm xí. Rồi thì mình cũng trả lời luôn cho cái lũ ngu này đó là cái gì đây. Nó nói rằng mình làm sao, nó nói rằng mình là không có công nhận cái sự hay ho của kinh Vu Lan về vấn đề chữ hiếu. Nó nói vậy đó. Trong khi rõ ràng cái tập 10 mình không hề là phủ nhận cái chữ hiếu, đúng không? Mình chỉ chửi cái kinh Vu Lan ở cái chỗ đó là gì? Đó là cái phương pháp báo hiếu của nó. Cái phương pháp báo hiếu của nó rất là ngu sửng. Ngu sửng. Bởi vì sao? Nó nói rằng mày tụng đi. Mày tụng đi rồi là mày sẽ báo hiếu được cho cha mẹ. Đó. Và gì nữa? Và mày cúng đi. Mày cúng cho ma tăng nó ăn đi. Cúng cho ma tăng nó ăn ngập mặt đi. Cúng đầy, cúng đủ, cúng nhiều. Cúng hoài, cúng sớm, cúng trưa. Cho ma tăng nó ăn cho ngập mặt là như vậy là sẽ báo hiếu được cho cha mẹ. Các bạn, có phải các bạn thấy rằng là cái phương pháp báo hiếu của nó là sạm xí không? Mình báo hiếu cho cha mẹ là mình phải lo cho cha mẹ, chứ đâu phải tự nhiên mình báo hiếu cho cha mẹ cái mình đem ra mình ngồi mình tụng cho tới chết thì cha mẹ mình có no được không? Không. Mình tụng cho tới chết cha mẹ mình có là ấm được không? Không. Mình phải mua cơm cho cha mẹ ăn thì cha mẹ mới no. Mình phải mua áo cho cha mẹ mặc thì cha mẹ mới ấm. Ngồi tụng mà biểu cha mẹ là hạnh phúc. Ngu. Rồi gì nữa, đi cúng cho ai? Phải chỉ đi nói là đi cúng cho cha mẹ, có nghĩa là mình đi cúng cho cha mẹ thì ok. Con này nó kêu cúng nhai, cúng cho ma tăng, cúng cho mấy thằng súc vật. Vậy cúng chi? Cúng cho súc vật mà biểu cha mẹ là no. Nó ngu gì đâu á. Có nghĩa là cái phương pháp báo hiếu của nó là tầm bậy. Cái đó người ta gọi là ngụy biện. Đó. Có nghĩa nó đề cao chữ hiếu, đúng không? Đề cao chữ hiếu là đúng, hoàn toàn đúng. Mình đâu có phủ nhận cái đó. Đề cao chữ hiếu là đúng nha các bạn. Nhưng mà đề cao chữ hiếu xong cái nó bắt đầu nó kêu người ta hành động trước quốc à. Cái đó có phải bụi biện không?
Ví dụ bây giờ mình đề cao chữ hiếu xong, à cái mình kêu cái bọn mà cái bọn dư trâu viên này là cái bọn súc vật mình dùng nè, tao đề cao chữ hiếu xong rồi đó nha, mày phải có hiếu rồi nha, cho nên mày để mày trả hiếu thì mày làm gì, đi ăn cướp đi. À chắc cái bọn dư trâu viên này nó cũng đi ăn cướp, cái bọn cuồng tín này nè nó đi ăn cướp liền á, đúng không? Hai cái chuyện này đâu có liên quan, chữ hiếu đề cao chữ hiếu là đúng. Xong rồi cái phương pháp hành động là gì, nó kêu đi ăn cướp đi, à chắc cái bọn cuồng tín này nó ráp nhau nó đi xuống hầm nó ăn cướp quá, ngu là như vậy đó. Chính những cái kẻ cuồng tín này đó các bạn, nó đã làm ô uế đạo Phật, ô uế Phật pháp. Nó đi đâu nó cũng tự xưng nó là đạo Phật, mà trong khi nó cuồng tín, nó mê tín, nó ngu sẩn, nó chửi rủa kinh khủng nó đó. Nó sủa không ra cái gì hết á. Nó sủa ầm 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 ầm, nó sủa y như cái con chó chi hô hô vậy đó. Con chó chi hô hô là sao? Nó ngu đúng không? Mà nó sủa dữ lắm. Nó ngu, nó nhỏ xíu à. Mà nó sủa gọi là nó sủa mà bốn cái chân của nó mở sổ nha, wow 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 wow, nó sổ mà cái chân của nó là nhảy nè, nó nhảy bốn chân lên nè, nó nhảy dữ kinh khủng dữ luôn. Mà nó có chút xíu nè, người ta xuất một cái là nó văng mất tiêu, nó chết cắt liền, dữ nhưng mà ngu đã lên sổ. Tự xưng mình là đệ tử Phật, tự xưng mình là nghiên cứu Phật, mê tín ngu sững lên sổ. Những cái kẻ này á, nó đã là bôi trò trét trấu. À, nó tự xưng nó là đạo Phật, chính là nó đang bôi trò trét trấu đạo Phật đó, nó đang hủy hoại đạo Phật đó, nó đang làm cho người ta có ác cảm về đạo Phật, rằng là đạo Phật là đạo mê tín. Có nhiều người họ không có hiểu, họ tưởng đạo Phật là đạo mê tín là tại vì cái đám súc vật này nè đó, nó đồng bóng, cái đám đồng bóng đó nó đi là tự xưng nó đồng bóng thì nó có quyền đồng bóng, nhưng mà nó đừng có tự xưng nó là đạo Phật. Bạn đồng bóng là bạn có quyền đồng bóng, cái đó là cái quyền của bạn, miễn là bạn không xâm phạm lợi ích hợp pháp của người khác. Nhưng bây giờ bạn đồng bóng mà bạn tự xưng bạn là của đạo Phật thì rõ ràng có phải bạn đang bôi trò trét trấu đạo Phật không? Cho nên nó hủy hoại đạo Phật thì mình phải chửi nó chứ. Đạo Phật là một cái đạo người ta hay như vậy, đạo giác ngộ, một đạo tuyệt vời như vậy. Đức Phật là một cái người mà người ta trí tuệ như vậy, rồi nó đem lợi dụng Phật để mà nó đi kinh doanh đồ thứ súc vật à. Bây giờ mình sẽ phân tích những cái ngu ở trong cái comment của cái bọn mà súc vật. Nó comment như này nè: không tin, không nghe, không theo thì đừng phỉ báng. Nó nói rằng mình là không tin vào đạo Phật đó, thì đừng phỉ báng. À, các bạn thấy nó nói ngu không? Trong khi là mình không hề phỉ báng đạo Phật. Nó không có coi cái video của mình đâu, nó vô nó chỉ sủa thôi. Cái bọn dư trâu viên này nó không coi, hoặc là nó coi nó còn không có hiểu, nó chỉ vô nó sủa thôi. Đó. Phỉ báng hồi nào? Phỉ báng đạo Phật hồi nào? Ngu như bò vậy đó. Cái thằng này là cái thằng nó ăn cứt, mình không muốn nhắc tên nó ra, mình khóa mõm nó lại rồi đó. Mà nó ngu, rồi nó ghi nè: tội chồng thêm tội. Trời ơi, nó ngu mà thiệt, ăn nói nó mở miệng ra là thấy là biết đâu nó miệng thúi, miệng chó là nó ngu. Rồi nó nói rằng là hết thuốc trị, đem kinh Phật ra phỉ báng, cái này còn ngu nữa. Mình phỉ báng kinh Phật hồi nào? Mình phỉ báng ma kinh, phải không? Ha, quỷ kinh, cái đó gọi là ma kinh, đó gọi là quỷ kinh, đó gọi là chó kinh. Mình phải đem ra mình phỉ báng, mình phải chửi nó, mình phải đào mồ cuốc mã lên, mình phải đem ra từng câu từng chữ mình phân tích để mình chửi nó. Mình sẽ còn làm nữa, làm hoài, mình sẽ chửi tiếp, chửi ma kinh các bạn, chửi quỷ kinh, chửi những cái văn bản tuyên truyền độc hại mê tín ngu sửng, phải chửi, chửi nữa, khuyến khích mọi người chửi, càng nhiều người chửi càng tốt đó. Phải lên chửi đi, chửi để làm chi? Để cho đậu ra đậu mà sôi ra sôi. À, tức là sao? Tức là thằng ma tăng nó phải lòi cái bản mặt ma tăng của nó ra đó, phải chửi chứ nữa, cho đậu ra đậu, cho sôi ra sôi. Ai tu thật sự là mọi người cũng sẽ nhận biết, mà ai là ma tăng ma giáo là cũng nhận biết luôn. Rồi tiếp tục, à cái câu này nó mới là tầm bậy tầm bạ nè: không nên dính vào tôn giáo đó, thấy chưa? Cái câu này là bậy nhất, không nên dính vào tôn giáo, thấy không? Cái người mà nói cái câu này là cái người đây là đang mắc vào một cái âm mưu của tà quyền độc tài súc vật. Tà quyền độc tài súc vật nó có nói một cái câu như thế này các bạn, nó nói rằng á là đừng bao giờ nói chuyện chính trị ha, đừng bao giờ nói đến tôn giáo. Nó nói vậy đó, nó kêu là cái chủ đề về chính trị và chủ đề về tôn giáo lại né ra. Đó là gì? Đó là câu nói của tà quyền độc tài súc vật, nó không muốn cho người dân quan tâm đến chính trị, à nó không muốn cho người dân là động đến tôn giáo. Để chi vậy?
để nó tha hồ, nó làm tà trị, tự xưng là chính trị. Đó là âm mưu của tà quyền độc tài xúc vật. Nó tha hồ, nó làm cái chuyện mê tín, rồi nó đổ thừa mê tín đó là của đạo Phật. Nó đổ thừa là của đạo Phật. Để làm chi vậy? Để nó hủy hoại đạo Phật. Nhưng mà nó nói rằng là mày đừng có quan tâm đến chính trị nha chưa con, mày đừng có quan tâm đến tôn giáo nha chưa con. Đấy chi vậy? Để mặc sức nó làm gì nó làm. Nó làm tà trị tự xưng chính trị, nó làm ma giáo tự xưng Phật giáo. Không ai được quyền quan tâm, không ai được quyền đụng vô. Đừng bao giờ nói chuyện chính trị, đừng bao giờ nói chuyện tôn giáo. Đó là lời lẽ, luận điệu xảo trá của cái bọn tà quyền độc tài xúc vật. Chúng ta mà mắc mưu của nó là đất nước không bao giờ phát triển được. Khuyến khích toàn bộ tất cả mọi người dân hãy nói chuyện chính trị. Hãy khuyến khích tất cả mọi người dân hãy nói chuyện tôn giáo. Khuyến khích là như vậy. Để chi? Để đậu ra đậu mà sôi ra sôi. Thằng nào tà trị lòi cái mặt tà trị của nó ra. Người nào làm chính trị cũng sẽ mọi người cũng biết được người này đang làm chính trị. Đã. Thằng nào làm ma giáo cũng lòi cái mặt chó ma giáo của nó ra. Và người nào là đang hoạt động tôn giáo cũng sẽ là mọi người biết họ đang hoạt động tôn giáo chân chính đàng hoàng. Đã. Phải nói ra, phải nói toạc móng heo ra. Thì đậu mới ra đậu mà sôi mới ra sôi. Cái luận điệu của là cái bọn nó nè, không nên không là dính vào tôn giáo. Rồi gì nữa? Tâm linh nên tránh không? Tâm linh nên tránh. Ngu chưa? Bạn thấy nó mở miệng ra nó rất là ngu. Sao mà tránh? Nó kêu bạn tránh để làm chi? Để có một cái thằng xúc vật đó, nó tự do, nó tự nó nói. Ai mà nói, ai mà bắt bẻ nó đó, ai bắt bẻ nó đúng không? Nó nói là tâm linh nên tránh nha con. Các bạn thấy cái đó là có phải cái âm mưu không? Tại sao phải nên tránh? Bạn phải tự hỏi tại sao phải là tránh. Tự nhiên cái tâm linh nên tránh. Ngu gì mà ngu như bò. Thằng nào nói câu đó tự biết nhục đi nha. Mình không muốn nói tên nó trên đây. Tâm linh nên tránh. Ngu. Tỉnh ngộ lại đi. Tại sao phải tránh? Thấy không? Những cái thằng mà ma tăng xúc vật nó hay ra đem ra cái chuyện tâm linh ra, nó ngồi nó nói điên nó xàm không à. Rồi người ta bắt bẻ nó các bạn, người ta bắt bẻ nó đúng không? Người ta có những người, người ta có tư duy phản biện, có đầu óc khoa học, người ta lại tới bắt bẻ nó. Cái nó ngồi đó là nó mặc áo rồi vô nó làm thế ớn lắm, nó nhắm mắt nó liêm diêm nó làm thế ớn lắm. Y như là thể là nó là nguy hiểm lắm, nó hô là thiên cơ bất khả lộ. Rồi gì? Tâm linh nên tránh. Rồi không nên đụng đến tôn giáo, không nên đụng đến chính trị. Đừng có nói nha, đừng có nói nha. Tâm linh là nguy hiểm lắm mà đừng có nói nha. Điên. Đó là cái luận điệu điên khùng. Mình phải nói các bạn. Mình phải nói. Miễn hết các bạn cũng nên nói. Các bạn lên live stream các bạn nói đi. Rồi đây nữa nè, luận điệu của một cái thằng khùng nữa nè. Không cùng tôn giáo thì đừng nói xấu nhau. Đồ điên. Tự nhiên không cùng tôn giáo thì đừng nói xấu nhau. Ý nó nói rằng là sao không? Ý nó nói rằng là mình là theo đạo Công giáo. Ý nó nói vậy đó. Ý nó mình theo đạo Công giáo. Cho nên nó là mình đi qua mình chửi Phật giáo. Các bạn thấy nó xúc vật chưa? Nó mở cái miệng chó nó ra nó nói xúc vật chưa? Mình chửi đạo Phật hồi nào? Mình chửi Phật giáo hồi nào? Đúng không các bạn? Mình chỉ chửi mấy ma tăng thôi. Cho nên là cái luận điệu của mấy con chó này đó là mình khớp mỏ nó lại liền đó các bạn. Nó chia rẽ, nó chia rẽ nè, nó nói là không cùng tôn giáo thì đừng nói xấu nhau. Ý nó nói mình đang nói xấu Phật giáo. Đây có phải là con chó không? Mình khớp mỏ nó lại là đúng rồi. Tiếp tục các bạn. Nó nói nè nha, tôi tôn trọng thầy là nhà hoạt động đấu tranh. Xưa giờ mình chưa bao giờ tự nhận mình là nhà hoạt động đấu tranh hết á. Thấy không? Chừng nào mà mình nói mình là nhà đấu tranh nha. Xưa giờ mình đâu nói mình đấu tranh đâu. Mà nó hô là tôi tôn trọng thầy là nhà hoạt động đấu tranh. Các bạn thấy nó gài hàng mình chưa? Nó gài hàng mình đó các bạn. Nó gài hàng đó. Cái thằng này là cái thằng xúc vật nằm vùng nè. Đúng không? Tôi tôn trọng thầy là nhà hoạt động đấu tranh. Nhưng thầy không thích Phật giáo thì mong thầy cũng tôn trọng Đức Phật. Các bạn thấy cái con chó này nó nói là phải chưa? Thứ nhất, từ xưa giờ mình chưa bao giờ tự nhận mình là nhà hoạt động đấu tranh. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai, nó nói rằng là thầy không thích Phật giáo. Tự nhiên nó nói mình rằng là mình không thích Phật giáo. Mình không thích Phật giáo hồi nào? Mình là cái người nghiên cứu Phật học từ nhỏ các bạn. Từ hồi mà mình học lớp 6 là mình đã đọc sách về là Phật giáo rồi. Đó, mình là nghiên cứu Phật học từ nhỏ đó các bạn. Đó, lúc mà mình đi học lớp 6 là mình đã có nghiên cứu Phật học rồi đó. Và cho tới bây giờ này vẫn còn tiếp tục đang nghiên cứu. Mà nó hô thầy không thích Phật giáo, không thích sao nghiên cứu. Thằng này thằng khùng. Rồi nó nói nha, thì mong thầy cũng tôn trọng Đức Phật.
Thì đúng rồi, từ xưa giờ mình tôn trọng Đức Phật mà, từ xưa giờ mình vẫn khen Đức Phật mà. Cái thằng này là một á, là nó là súc vật nằm dùng, cài cắm vô để mà sủa, để mà sao gây chia rẽ, hoặc là sao, hoặc là gài hàng mình để mình tức mình lên mình chửi. Nhưng mình đâu có ngu các bạn, mình đâu có ngu, gài mình đâu có được đâu các bạn. Tại vì á, là mình không có livestream sống, mình chỉ quay video, mình quay video rồi mình á là phát lên, mình phát dưới dạng là livestream. Cho nên nhiều bạn nói ủa sao mà thầy livestream mà thầy like được. Xin thưa với các bạn là rất ít khi mình livestream, mà gọi là livestream sống rất ít khi. Cũng có nhưng mà ít lắm. Đa số là mình làm video, mình coi đi coi lại, coi đi coi lại nhiều lần lắm. Thấy chỗ nào sai cắt bỏ, thấy chỗ nào bị hố cắt bỏ, thấy chỗ nào mà có thể bị người ta là cắt ra, đúng không? Cắt ghép đúng không? Cắt nào cái nó cắt đoạn ra để mà nó quy chụp, để mà nó kiếm cớ. Mình coi đi coi lại coi kỹ lắm. Và không bao giờ để cho cảm xúc chi phối. Cho nên là mình không có livestream sống, vì khi mình livestream sống mình đọc cái comment là mình nổi điên lên, đúng không? Livestream sống đọc cái comment, nó comment nó gài dữ lắm các bạn, nó gài 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 để cho làm sao để mình tức, mình nổi lên, mình điên lên, mình chửi. Đâu có ngu. Khi mà mình đọc comment là lúc đó mình đang nằm, mình cầm cái điện thoại, lúc mình livestream là mình livestream một cái video có sẵn. Mình đã quay trước rồi. Rồi mình lúc mình phát là mình cầm điện thoại mình coi. Mình coi cái con chó nào mà vô sữa mình khóa mõm nó lại. Cho nên nó là sao, là mình không có để là cảm xúc chi phối cái lời nói. Yên tâm đi, bọn dư trâu viên xúc vật nằm dùng không có gài được đâu, mà vô đây gài thằng chó này, nó vô nó gài nè. Gài không được đâu ha. Rồi tiếp tục ha, cái comment tiếp theo của một cái con chó khác. Kinh Vu Lan rất thâm sâu. Các bạn lưu ý cái câu này mình nói lại của thầy Tự Thông nha các bạn. Phật, đạo Phật là không có mật tông. Lưu ý nha, cái câu này của thầy Tự Thông nha các bạn. Đạo Phật không có mật tông. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Phật là cái người giác ngộ, và Đức Phật là cái người từ bi. Cho nên Đức Phật mong muốn ai cũng được giác ngộ như Ngài, đúng không? Cho nên lời lẽ của Ngài khi mà truyền đạo nó sẽ vô cùng trong sáng, vô cùng dễ hiểu. Chắc chắn là như vậy. Ngày xưa không có giấy tập rồi bút viết để mà biên chép. Cho nên Đức Phật phải làm sao giảng cho thật dễ hiểu. Hơn nữa chân lý thì đương nhiên nó phải dễ hiểu. Những cái gì khó hiểu thì đại đa số nó là ngụy biện. Hoặc là gì? Hoặc là bản thân cái người nói đó họ không hiểu rõ những gì họ nói. Tức là nếu như bạn hiểu rõ những gì bạn nói thì bạn sẽ nói rất dễ hiểu. Trừ khi bạn không hiểu rõ những gì bạn sẽ nói thì lúc đó bạn nói nó rất là khó hiểu. Vậy Đức Phật là cái người đương nhiên là phải nói dễ hiểu. Đức Phật nói dễ hiểu để đại đa số là chúng sinh đều có thể cảm ngộ được. Và là Đức Phật không có ích kỷ đến cái mức độ mà chia sẻ kiếm. Chia sẻ riêng, gọi là cái gì? Gọi là truyền riêng cho một cái đệ tử nào đó. Truyền riêng cho một cái đệ tử nào mà Ngài yêu quý là không có. Đức Phật truyền hết, độ hết cho tất cả chúng sinh. Thế cho nên là sao? Là đạo Phật là không có mật tông, tức là vào, tức là không có truyền riêng một cái bí quyết thâm sâu nào cho đệ tử nào hết đó. Không có. Đạo Phật phải rất là dễ hiểu. Còn cái người mà nói khó hiểu thì sao? Một là họ không hiểu những gì họ nói, cho nên họ cố gắng họ diễn đạt mà mọi người cũng chẳng hiểu họ nói gì. Hai là gì? Hai là họ xạo quần. Họ xạo, họ làm ra vẻ là nó nguy hiểm, họ làm ra vẻ huyền bí, vi diệu thẩm thâm vi diệu pháp. Đó là họ xạo. Đạo Phật không có cái gì gọi là khó hiểu hết các bạn. Rất đơn giản, rất dễ hiểu. Cho nên nói rằng là gì? Kinh Vu Lan rất thâm sâu. Những người này họ không có nghiên cứu về đạo Phật, cho nên họ nghĩ rằng là có mật tông. Có mật tông, có cái gì đó gọi là thâm sâu huyền bí, vi diệu thẩm thâm. Lưu ý là như vậy. Tiếp tục là gì? Nè, cái thằng này nói nè, mày đừng bôi nhọ những người theo đạo Phật. Cái thằng này nó comment một cách rất là ngu xuẩn các bạn. Mình không hề bôi nhọ những người theo đạo Phật, đúng không? Các bạn thấy không? Mình chưa hề bôi nhọ những người theo đạo Phật. Mà mình đang làm gì? Mình đang là chỉ ra
những cái thằng ma tăng, mình chỉ ra những thằng ma tăng, mình chửi những cái thằng ma tăng súc vật, để cho mọi người là nhìn ra cái bản chất đê hèn của nó, cái bản chất bỉ ổi của là cái lũ ma tăng, để từ đó là mọi người tránh là không có tin càng tin quấy cuồng tín vào cái bọn ma tăng. Chứ mình không hề là bôi nhỏ những người theo đạo Phật, kể cả những người họ mê lầm, kể cả những người họ mê lầm họ tin vào ma tăng, thì mình cũng đang ráng cố gắng là nỗ lực để cho họ hiểu. Chứ mình cũng chẳng có chửi họ, mình chỉ chửi là cái bọn ma tăng thôi, cái bọn mà lợi dụng là đạo Phật để mà trục lợi thôi, cái bọn mà truyền bá mê tín thôi. Chứ còn những người mà họ tin theo đạo Phật, đương nhiên là mình không chửi. Và kể cả họ tin theo những cái là u mê thì họ là nạn nhân, mình cũng chẳng chửi họ. Thằng này nó nói là mày đừng bôi nhỏ những người theo đạo Phật khùng, không có nghiên cứu. Chửi hồi nào mình bôi nhỏ hồi nào, nói ra là biết ngu rồi. Bởi vì đó, mày sẽ đọa địa ngục. Và cái thằng này nói câu này còn ngu dữ, ngu ngu tàn sát ngu luôn. Nó ngu mà không thể nào tưởng tượng nó là địa ngục ở đâu, nó không biết địa ngục là cái gì hết. Mình đã định nghĩa địa ngục rồi. Địa ngục là gì? Là khi anh làm ác, khi cái tâm anh ác, thì tự động anh sẽ cảm thấy rằng là anh đang sống trong địa ngục. Đã, khi anh ích kỷ nhỏ nhen, anh cảm thấy thì tự động anh sẽ cảm thấy khổ sở. Bởi vì khi anh tham á, đúng không? Khi anh tham, lòng tham của anh không đáy mà anh không đạt được thì gọi là anh khổ, đúng không? Trên đời này nó có là gì? Nó có là rất là nhiều khổ. Đó, như theo là Đức Phật nói là sinh khổ, bệnh khổ, đúng không? Rồi già khổ, rồi chết khổ, đúng không? Rồi sở cầu bất đắc, đúng không? Rồi là ái biệt ly khổ, rồi quán tấn hội. Đó, nó có nhiều cái khổ lắm. Đó, thì anh em cho người nào mà họ không buông bỏ thì là họ là đang khổ, tức là họ đang sống trong địa ngục. Địa ngục có nghĩa là gì? Là họ đang là cảm giác rằng là họ không đạt được những gì họ muốn. Ví dụ như là sở cầu bất đắc nè, tức là gì muốn mà không được. Rồi quán tấn hội nè, có nghĩa là ghét mà cứ gặp hoài, đúng không? Rõ gì nữa? Rõ gì là ái biệt ly khổ, tức là gì làm yêu mà không được gặp, thế cũng là gọi là khổ. Đó, rồi bệnh là khổ, rồi sinh lên lão bệnh tử đó. Thì những người nào mà họ không biết buông bỏ thì họ là đang sống trong địa ngục. Thế ý nghĩa của địa ngục nó là như vậy, mày sẽ đọa địa ngục. Trời ơi trời này, nó không biết địa ngục là gì đâu, vậy mà cũng bày đặt vô sủa. Ngu mà bày đặt lì. Thằng này tuy nó ngu nhưng mà được cái là nó lì các bạn. Như vậy thì vừa rồi thì mình đã trình bày cái phần thứ nhất, đó là tà quyền độc tài xuất vật rất là run sợ khi mà mình đã chỉ ra những cái sự mê tín, những cái sự biến thái, bệnh hoạn quan tưởng, cũng như là cái sự việc đó là lợi dụng đạo Phật để mà trục lợi cá nhân hoặc là để làm tà trị. Và điều đó làm cho tà quyền xúc vật rất là run sợ, cho nên mới là cài cấm chó điên dư heo viên, cũng như là xúc vật nằm dùng để mà vô Facebook của mình mà sủa. Đã, bây giờ thì chúng ta qua cái phần thứ hai, đó là luận bàn về một số cái triết lý của đạo Phật. Thì những cái tập trước thì mình làm theo chủ đề, thì trong cái tập 11 này thì mình trình bày một số cái triết lý ngắn thôi liên quan đến đạo Phật. Thì trước hết thì chúng ta cũng thống nhất với nhau, đó là đạo Phật là sẽ dùng cái phương pháp tư duy, đó là văn tư tu. Tức là đầu tiên là nghe, nghe rồi phải suy nghĩ, tức là tư là suy nghĩ, tư duy đó. Tư duy rất là quan trọng để mà dùng lý trí nhận định đúng sai, phải trái, hợp lý. Thì đó là phải dùng tư duy. Rồi sau đó nếu mà chúng ta đã biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào chánh, cái nào tà, thì chúng ta mới bắt đầu thực hành. Bởi vì qua là 2.500 năm đạo Phật truyền vào Việt Nam qua nhiều hướng, thì đương nhiên là không thể tránh khỏi cái việc gọi là tam sao thất bản, cũng như là không thể tránh khỏi cái việc mà cái bọn ma tăng xúc vật
nó đã đưa những cái văn bản tuyên truyền, những cái tài liệu láo phép cài cắm vào trong cái kinh điển của Phật, tự xưng là kinh điển. Thế thì chúng ta cần phải dùng lý trí để chúng ta nhận định. Thành ra là các bạn hoàn toàn có quyền nghiên cứu và đọc bất cứ cái tài liệu gì, kể cả cái tài liệu do Ma Tăng nó soạn ra. Còn tin hay không là chúng ta phải dùng lý trí để chúng ta tin. Đôi khi Ma Tăng nó soạn ra cũng có những cái hợp lý. Tại vì mục đích của nó là ban đầu viết hợp lý để sau đó là biện minh cho cái việc khác. Ma Tăng là nó chuyên làm như vậy. Ví dụ như là nó ca ngợi cái chữ hiếu, đúng không? Nó ca ngợi cái chữ hiếu, con cái là phải có hiếu với cha mẹ, thì cái nó ca ngợi chữ hiếu là đúng chứ không có sai. Nhưng mà sau đó sao? Sau đó nó kêu như vậy thì muốn báo hiếu thì chúng ta phải thứ nhất là truyền bá cái văn bản tuyên truyền nhảm nhí mang tên là Vu Lan. Rồi sau đó gì? Rồi sau đó là tụng như một cái con vẹt mà không hiểu là cái quyển đó viết cái gì. Và sau đó gì nữa? Sau đó là đi cúng kiến cho những cái ma tăng để mà nó có tiền, để nó có tiền nó tiêu xài, nó mua xe, nó mua điện thoại, nó mua máy tính, nó cất chùa, nó cất cho bự vô. Thì đó là gì? Đó là ma tăng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái nội dung chính. Thì Phật là người giác ngộ, không? Chứ không phải là thần tiên, không phải là thần. Phật là người, các bạn, người ta khẳng định rồi, Phật là người. Nhưng mà người gì? Người giác ngộ. Như vậy thì Đức Phật có lịch sử rõ ràng là người, chứ không phải là do một cái nhân vật tưởng tượng ra. Người này là người giác ngộ. Và Phật cũng nói là mọi chúng sinh đều có Phật tánh, ai cũng có thể giác ngộ hết. Như vậy thì Phật đâu có khuyến khích bạn đi lại Phật đâu. Bạn cũng có Phật tánh vậy. Và nếu như bạn chịu văn tư tu, bạn chịu tư duy, bạn chịu thực hành, thì bạn cũng sẽ là Phật. Vậy thì bạn đi lại Phật làm gì? Phật đâu khuyến khích bạn lại đâu. Đấy. Phật không có phép thần thông. Ta lưu ý chỗ đó. Phật không hề có phép thần thông các bạn. Phật không có bay được. Phật không có đi trên mặt nước được. Phật không thể nhịn đói được. Phật cũng phải ăn. Phật là người. Người giác ngộ. Người giác ngộ các bạn. Không ăn thì cũng chết thôi à. Cho nên là mỗi ngày thì Đức Phật vẫn là buổi trưa là Đức Phật vẫn cầm gọi là bình bát để mà đi khất thực. Hoặc không có phép chỉ đá hóa vàng. Bởi vì cái việc mà chỉ đá hóa vàng nó rất là phản khoa học các bạn. Từ xưa giờ người ta để nghiên cứu ra để mà một cái vật liệu nào đó mà có thể biến đổi thành vàng, người ta đã nghiên cứu rồi. Người ta gọi đó gọi là thuật giả kim. Những cái nhà thuật giả kim người ta cố gắng biến chì thành vàng. Tại sao người ta biến chì thành vàng? Tại chì nó là một cái kim loại nặng, nặng sấp xỉ với vàng. Có hai cái kim loại nặng nó sấp xỉ với vàng các bạn. Thứ nhất là chì và thứ hai là thủy ngân. Thế nhưng mà thủy ngân thì nó rất là độc và nó cũng không có rẻ, trong khi chì thì nó rẻ. Cho nên là các nhà mà gọi là có cái ham muốn, có cái tham vọng là biến một cái vật liệu khác thành vàng thì người ta chọn chì. Chì nó rẻ. Chì nó cũng độc nhưng mà nó là rắn, cái thể rắn. Còn thủy ngân nó thể lỏng. Thì là người ta tham vọng biến chì thành vàng. Nhưng mà chưa có một cái nhà giả kim nào trong cái thời cổ mà người ta làm được cả. Chưa ai làm được cả. Ngày nay thì người ta có cái công nghệ hạt nhân đó, tức là người ta biến đổi cái cấu trúc hạt nhân của nguyên tử thì người ta có thể biến đổi hạt nhân chì thành hạt nhân vàng. Người ta làm được cái chuyện đó qua cái phản ứng hạt nhân. Nhưng mà để mà kích hoạt cái phản ứng hạt nhân thì người ta tốn rất là nhiều chi phí. Cho nên cái việc mà biến chì thành vàng thì làm được, nhưng mà tốn rất nhiều chi phí.
Ví dụ để được một chỉ vàng thì người ta phải tốn một chi phí là ví dụ như là 20 chỉ vàng, tức là cái lượng chi phí là 20 chỉ vàng để ra một cái gọi là chỉ vàng biến được từ chì đó. Cho nên làm được nhưng mà chả ai làm cả. Không biết trong tương lai người ta có làm được rẻ lên hay không thì không biết, cái đó phải chờ thời gian trả lời. Nói tóm lại là ngày xưa cách đây 2500 năm, Đức Phật không hề không thể nào biến được là chỉ đá hóa vàng, không có phép thần thông. Ai mà tin rằng mà Đức Phật có thể chỉ đá hóa vàng, có thể xè ngón tay, xè bàn tay ra để mà túm lấy, để mà bàn tay thật là bự chà bá ra để mà túm lấy là tề thiên đại thánh, đó là người đó đang mê tín. Bàn tay Đức Phật cũng là một bàn tay người, và bàn tay người thì không thể nào bự chà bá ra để mà túm lấy thằng tề thiên đại thánh mà nhốt nó vô được. Đó, những người nào còn tin cái điều đó là mê tín. Người đó không phải là đệ tử Phật. Người nào mà còn tin là mê tín là người đó không phải đệ tử Phật, người đó là đệ tử của ma, đệ tử của cái môn phái gì đó thì kệ họ, nhưng mà chắc chắn không phải đệ tử Phật. Rồi, Đức Phật cũng không có cái khả năng gọi là ban phước giáng họa, Đức Phật không làm được chuyện đó. Đức Phật chỉ có thể chỉ cho chúng ta cái cách để mà chúng ta thấu triệt những cái đạo lý nhân sinh vũ trụ, vậy thôi, hiểu được thôi, hiểu được đạo lý nhân sinh vũ trụ, cái đó gọi là giác ngộ. Đó, cái cảm giác đó, tức là cái trạng thái đó, ta gọi là trạng thái giác ngộ, tức là trạng thái thấu triệt đạo lý nhân sinh vũ trụ, đó gọi là giác ngộ đó. Chứ không phải là giác ngộ xong rồi là bắt đầu là bay lên rồi biến hóa rồi là chỉ đá hóa vàng ban phúc giáng họa, là không có, cái đó gọi là mê tín. Như vậy chúng ta thấy có rất nhiều những câu chuyện cổ tích do tà quyền độc tài xuất vật nó bịa ra đó, để mà nó tuyên truyền mê tín. Ví dụ như có cái thằng nó bị đau khổ quá, cái nó ngồi nó khóc đó, thì Bụt hiện lên đó. Bụt có nghĩa là Phật đó các bạn. Bụt là đối với người Việt Nam mình thì nhiều khi đọc Bụt thì người ta tưởng là ông tiên, nhưng mà chính xác cái từ Bụt đó là cái từ Phật đó. Đó, cái Phật hiện lên, Phật nào mà hiện lên. Bây giờ bạn khóc làm gì có ông Phật hiện lên, bạn khóc đi, Phật nào mà hiện lên cho bạn? Phật đâu có phép thần thông đâu mà hiện lên. Phép thần thông đó là của cái môn phái khác, nó không phải là đạo Phật. Nếu có ha, nếu như có một người đó, nếu một người nào có phép thần thông, nếu có nha, thì đó không phải là đệ tử Phật, đó là môn phái nào đó mình không có quan tâm đó. Như vậy những cái chuyện cổ tích rất là xạo xàm xí. Mục tiêu của những cái chuyện cổ tích xàm xí đó để chi? Để tuyên truyền mê tín, nhằm làm cho những cái người dân họ trông chờ vào một cái thế lực siêu nhiên, thay vì tà quyền độc tài xúc vật nó cai trị. Nếu mà người dân họ tin tưởng vào cái khả năng của họ, chỉ có họ mới giúp họ, chỉ có dân tự giúp dân, thì người dân họ sẽ tự khắc họ đoàn kết lại để mà họ lật đổ tà quyền độc tài xúc vật. Nhưng mà tà quyền độc tài xúc vật nó sợ nhất là người dân có trí khôn, nó sợ nhất là người dân liên kết lại, cho nên nó mới gieo rắc những cái tư tưởng mê tín vào trong đầu óc của dân. Nó gieo rắc những cái tư tưởng là trông chờ thần thánh, trông chờ thế lực siêu nhiên. Nó gieo rắc những tư tưởng đó thông qua những cái câu chuyện cổ tích hồi nhỏ nó tuyên truyền. Hoặc là gì? Hoặc là nó gieo rắc thông qua những cái câu chuyện thần thoại. Có một thằng cha đó, phải không? Giáp sắt, ngựa sắt, roi sắt, rồi cái gì? Quánh giặc, quánh ầm ầm, phun lửa, nhổ tre, quất, xong rồi bay lên trời, tâm sàm. Tất cả là sàm hết. Nó đang gieo rắc những cái tư tưởng mê tín, trong chờ thần thánh, trong chờ cứu tinh. Một là cứu tinh gì? Một là cứu tinh ở những cái thế lực siêu nhiên, hay là trông chờ vào cứu tinh ngoại quốc. Xin thưa, người dân mà không tự chịu trách nhiệm với cái số phận của mình thì người dân đó là vĩnh viễn mãi mãi sẽ làm kiếp nô lệ, nô dân cho tà quyền độc tài xúc vật nó cai trị vĩnh viễn và muôn năm. Đó, tất cả mọi người dân hãy bài trừ những cái tư tưởng mê tín, tuyệt đối không trông chờ vào những thế lực siêu nhiên. Đó,
đồng thời cũng dẹp bỏ luôn cái tư tưởng trông chờ vào là ngoại quốc đi. Đó, ngoại quốc ủng hộ là mình mừng, đương nhiên mình rất cảm ơn, rất mừng, rất tốt. À, những sự yểm trợ từ nước ngoài về cả tinh thần và về vật chất đó rất mừng, rất tốt. Nhưng chính người dân mới là cái người mà phải tự đoàn kết lại để mà lật đổ tà quyền, độc tài, súc vật. Đó. Ví dụ như ở quốc gia hình con Jun, nó có hai, nó bị chia làm hai miền, gọi là miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc thì do súc vật cai trị, ta gọi là trại súc vật. Miền Nam thì do con người cai trị. Và cái con người cai trị này phụ thuộc gần như là rất nhiều vào tài chính, cũng như là về quân sự, tức là về kinh tế cũng như là về quân sự đối với Mỹ. Cho nên sao? Cho nên là cũng không có tự lực được. Mà khi không tự lực được, mà trong khi cái trại súc vật ở miền Bắc của cái đất nước hình con Jun đó, nó vô cùng nham hiểm, đê tiện, bỉ ổi, xấu xa, cầm thú, ác độc, nó luôn luôn nó tìm cách để nó cướp cái miền Nam. Miền Nam mặc dù là con người cai trị, nhưng mà sao? Nhưng mà lại phụ thuộc gần như rất nhiều, gần như là thậm chí là gần như hoàn toàn về kinh tế cũng như về chính trị đối với Mỹ. Tự mình không có sức mạnh, cho nên bị súc vật nó cướp, mà nó ăn cướp được miền Nam. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy là khi Mỹ cảm thấy rằng là cái quyền lợi ở đất nước hình con Jun nó không còn nhiều nữa, hoặc là đứng trước cái sự lựa chọn giữa đất nước hình con Jun và đất nước Israel, nếu như mà yểm trợ Israel thì coi như Israel trấn yểm cái mỏ dầu ở Trung Đông, thì Mỹ nếu như giàu có thịnh vượng thì không nói, có thể yểm trợ cho cả hai. Nhưng gặp khủng hoảng, gặp khủng hoảng xảy ra, khủng hoảng kinh tế, thì Mỹ đương nhiên phải dốc toàn lực để mà yểm trợ cho một trong hai. Cái đó là cái tình thế bắt buộc, chúng ta cũng không thể trách người dân ở quốc gia hình con Jun, cũng không thể trách Mỹ được. Và lúc đó Mỹ đã dốc toàn lực để yểm trợ cho Israel. Israel trấn giữ cái khu vực Trung Đông. Như vậy thì sao? Như vậy thì mới có thể giữ được cái lượng dầu ổn định cho thế giới, làm nền kinh tế Mỹ có thể ổn định được. Thế cho nên là Mỹ đã phản bội lại cái miền Nam của quốc gia hình con Jun. Và khi Mỹ phản bội đi đêm với lại miền Bắc của quốc gia hình con Jun, đi đêm với quốc gia hình đầu bò, để gì? Để dốc toàn lực, là thứ nhất là yểm trợ cho Israel, và thứ hai là đối đầu với lại một cái thằng gọi là cái thằng súc vật chà bá, súc vật chà bá. Thì cuối cùng là bỏ rơi đồng minh ở quốc gia ở miền Nam của quốc gia hình con Jun. Và đương nhiên là không có sức mạnh tự thân, không có sức mạnh nội tại, người ta đã cắt viện trợ kinh tế, cắt quân sự luôn, người ta rút quân. Thì miền Nam của quốc gia hình con Jun thua. Như vậy thì qua cái việc này thì mọi người cũng thấy rằng là cái việc trông chờ vào ngoại quốc là sai lầm, là sai lầm. Cũng giống như lời của cụ Phan Châu Trinh đã nói, cụ Phan Châu Trinh nói rằng không bạo động, bạo động tất chết. Không trông chờ nước ngoài, trông chờ nước ngoài là ngu. Đồng bào ta, dân tộc ta, ai mà yêu nước, yêu tự do, ai mà yêu độc lập, thì cụ Phan Châu Trinh có một món quà vô cùng quý giá để tặng cho đồng bào, đó là chi bằng thực học. Mọi người thực học, mọi người sáng suốt, mọi người tỉnh ngộ, mọi người không còn mê tín nữa, không còn trông chờ vào thế lực siêu nhiên nữa, mọi người không trông chờ vào ngoại quốc nữa,
thì tự động mọi người chỉ còn một cách duy nhất mà thôi, một cách duy nhất mà thôi, đó là đoàn kết lại. À, đoàn kết trong sự sáng suốt, đoàn kết trong trí tuệ, à, đoàn kết trong tinh thần tự chủ, tinh thần tự trọng, à, và sao, và chống lại tà quyền xúc vật. Và khi đó quốc tế nhìn thấy người dân ở quốc gia hình con xương, à, đã mạnh mẽ đứng lên, đã đoàn kết, đã sáng suốt, thì quốc tế đương nhiên sẽ yểm trợ. À, và đương nhiên quốc gia hình con giun càng vui mừng hơn, à, càng là hạnh phúc hơn, à, và đón nhận cái sự yểm trợ của quốc tế, đó là chuyện, à, đương nhiên. Nhưng, à, nhưng cái quan trọng vẫn là người dân ở quốc gia hình con giun. À, chứ còn nếu trông chờ, à, thì trông chờ 42 năm rồi tiếp tục trông chờ thêm 50 năm cũng chẳng có kết quả gì cả. Nói tóm lại, à, là cái sự tuyên truyền những cái câu chuyện cổ tích, những câu chuyện thần thoại, những câu chuyện siêu nhiên tôn thờ lãnh tụ, tôn thờ cá nhân, tôn thờ anh hùng, à, đó đều là những cái luận điệu xảo trá mị dân, rất là ngu dốt, à, rất là dốt nát, à, đó là đang là thực hiện chính sách ngu dân. Rồi như vậy thì chúng ta, à, đã, à, thống nhất là Đức Phật không có phép thần thông chỉ đá hóa vàng. Đức Phật là người, à, người giác ngộ chứ không phải là thần thánh. À, Đức Phật cũng từng nói rằng người ta muốn thu hoạch cái gì thì trước hết phải gieo trồng thứ đó. À, bạn muốn có vàng thì bạn phải lao động, lao động thì có lao động tay chân, tích góp từ từ, có thể lao động trí óc, à, tích góp nhanh, à, lao động trí óc thì tạo ra cái giá trị nhiều hơn, tích góp nhanh, à, và như vậy sẽ, à, tích góp của cải, đem của cải đổi lấy vàng. Tại vì vàng là gì? Vàng là tiền, vàng để trao đổi với lại của cải. À, càng sản xuất ra nhiều giá trị, tức là càng có thể đổi được nhiều vàng hơn. Muốn thu hoạch được cái gì thì ta gieo trồng cái đó. Muốn có vàng thì chúng ta gieo trồng là giá trị. Muốn tạo ra giá trị thì chúng ta phải là gieo trồng trong đầu óc của chúng ta cái trí tuệ, cái kinh nghiệm, cái kiến thức, cái bản lĩnh, à, cái tinh thần danh nhân. Chứ còn bây giờ ngồi trông chờ vào là cầu, à, cầu lại cúng, à, cúng quỳ, à, khấn xin, đó là hối lộ, à, đi lại cái tượng Phật, à, đi cúng cho cái tượng Phật, à, đi cúng cho cái tượng Phật để mà cầu xin cái tượng Phật, đó gọi là đang hối lộ cái tượng Phật, à, à, đó chỉ là hối lộ cái tượng Phật thôi, à, lại cái tượng Phật, à, chả có ích lợi gì. À, thà ta gặp Phật trực tiếp, ta lại Phật, ta lại là ta thể hiện lòng kính trọng, chứ không phải ta lại để cầu xin nha. Cho dù là gặp Phật thực tế, Phật cũng kêu thôi đừng có lại làm gì hết á. Phật đâu có muốn người ta lại Phật đâu. Nhưng bạn vẫn có quyền bạn lại nếu bạn thích. Bạn lại là bạn thể hiện lòng kính trọng. Còn nếu bạn lại thì bạn cầu xin, đó là bạn đã mê tín. Huống chi là bạn lại cái tượng, à, lấy cái cục đất sét đúng không, nhào nặng nhào nặng, à, thành một cái, à, vật thể, à, giống như, à, có cái hình dạng, à, à, có hình người đó, có hình người, xong rồi đổ thừa, à, đổ thừa cái tượng đó là Phật, là Đức Phật, xong rồi quỳ lại cái tượng, cái cục đất. Đức Phật không ở trong cái tượng đó, à, nếu mà Đức Phật mà có, à, nằm trong cái tượng thì điều đó có nghĩa rằng là cái ông làm tượng, ông có cái khả năng là nhốt Đức Phật vô trong cái tượng. À, bạn đi lại một cái bức tượng, đúng bức tượng Phật, đúng không? À, thật ra là sao? Thật ra là bạn đang lại một cái cục đất. À, bạn có quyền lại tùy bạn. À, nhưng mà đó chính xác là bạn đang lại cục đất. Chứ Đức Phật không có ở trong cái tượng. Nếu mà Đức Phật có ở trong tượng thì Đức Phật không phải là Đức Phật nữa rồi. Bởi vì Đức Phật đã bị giam cầm, Đức Phật đã bị nhốt, bị cái thằng làm tượng nó nhốt vô trong cái bức tượng. Thì cái lý luận này là cái lý luận của, à, tác giả Osho. Các bạn có thể tìm đọc thêm, à, những cái, à, tư tưởng của Osho. À, Đức Phật không có ở trong cái tượng nha các bạn. Mình nói như vậy không có nghĩa rằng là mình phỉ báng cái việc lại của các bạn. Mình nói rằng Đức Phật không có khuyến khích các bạn lại.
Nhưng mà bạn lại là tùy các bạn. Ví dụ như mình lại để làm chi? Để mình tập thể dục cũng được. Tại có nhiều người lại khi mà lại cúi xuống đúng không? Cái lưng cúi xuống là làm cho cái xương sống này không? Đó giống như tập thể dục vậy đó, nó cũng khỏe. Lại xong nó cũng khỏe, mình đừng lại nhiều quá. Có nhiều người lại 500 lại, lại ngàn lại, lại cái đó là chết luôn á. Lại đó đau đau xương sống lắm. Thấy không? Giống như bạn tập thể dục, bạn tập 10 cái, 20 cái, bạn khỏe thì bạn tập 30 cái. Bạn lại 500 lại thì bạn tập thể dục 500 cái này quá sức rồi. Câu chân nó bị gãy xương sống. À. Hơn nữa khi chúng ta lại thì ngoài cái việc tập thể dục mà nó cũng làm cho chúng ta nhắc nhở cho chúng ta, đúng không? Nhắc nhở cho chúng ta là lúc nào cũng tu sửa, sống thiện. Thế như vậy lại là cũng tốt chứ không xấu. Còn lại để cầu xin đó là bậy bạ, đó là bậy bạ, đó là tà ý. Và lại như vậy lại để cầu xin không bao giờ đắc đạo được đâu, và cũng không bao giờ là được cái gì hết á. Nếu bạn trúng số thì là do hên, trúng số là nó xác sức đó, chứ không phải là do lại mà trúng số. Bởi vì nếu lại mà trúng số thì ngày mai mình đi lại liền đó. Và rất là nhiều người sẽ trúng đó, thì ai cũng lại mà đó. Ta lại để ta tỏ cái lòng thành là ok, để ta tưởng nhớ cũng tốt luôn, để mà nhắc nhở cho chúng ta làm điều thiện tốt luôn. Nhưng mà lại để cầu xin là sai. Và Đức Phật cũng không có cái khả năng mà ban phúc giáng họa, cho nên là bạn cầu xin thì nó cũng vô ích. Nhắc lại là người ta muốn thu hoạch cái gì thì trước hết là phải trồng cái đó. Đó, không thể nào mà trồng cây mận mà muốn mà ra được trái ổi. Rồi, niệm Phật là không giúp thành Phật. Niệm Phật không có giúp thành Phật đâu nha các bạn. Đó. Chỉ có thiền định, đúng không? Chỉ có thiền định mới giúp cho chúng ta giác ngộ, mới giúp cho chúng ta thành Phật. Thiền định là để chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy, chúng ta là cứ trăn trở, chúng ta ấp ủ hoài cái suy nghĩ đó, chúng ta cứ suy nghĩ hoài để mà chúng ta giải quyết được vấn đề, chúng ta tư duy. À. Thiền định là chúng ta phải hiểu là hôm trước mình đã nói nhiều lần rồi đó, thiền định là chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ, chúng ta tĩnh tâm lại để chúng ta quán chiếu về cái vấn đề gì đó. Đó. Chứ không phải thiền định có nghĩa là phải ngồi, nằm cũng được nữa các bạn. Đó, nằm trong bồn tắm cũng được nữa. Ông Archimedes, ông nằm trong cái bồn tắm. Phiêu diêu dưới một cái lực đẩy của chất lỏng, tức là nước. Lực đẩy của nước làm cho ông phiêu diêu, miên man, và ông suy nghĩ. Lúc đó là gọi là thiền định, mặc dù ông đang ở chuồng. Ở chuồng cũng có thể thiền định. Đó là ông Archimedes đó các bạn, đang thiền định đó, trong một cái tư thế là tắm đó. Thế thì ông mới phát hiện ra rằng là cái cách để mà tính cái khối lượng riêng của cái nón, tính khối lượng riêng của cái nón. Nếu như khối lượng riêng của cái nón mà nó nhẹ hơn khối lượng riêng của vàng, có nghĩa là cái thằng thợ nó đã pha đồng, đúng không? Tại đồng nó nhẹ hơn vàng, đúng không? Thằng thợ nó đã pha đồng vào trong cái nón của ông vua. Còn nếu khối lượng riêng của cái nón mà nó bằng vàng, đúng không? Nó bằng vàng thì chứng tỏ rằng là thằng thợ làm nón nó không có pha đồng vào trong cái nón của ông vua. Thế thì ông Archimedes ổng đã thiền định trong một cái trạng thái lõa lồ, và ổng phát hiện ra là cái lực đẩy của chất lỏng đó, nó là như vậy. Thế thì là sao? Là chỉ có thiền định mới giác ngộ mà thôi, chứ không phải là niệm Phật mà thành Phật. Không phải niệm, bạn niệm cho tới chết bạn cũng không thể thành Phật được, mà bạn phải thiền định bạn mới thành Phật. Vậy thì có nên niệm hay không? Niệm nó cũng có tác dụng các bạn. Mình nói rằng là niệm không thành Phật, điều đó không có nghĩa rằng là mình đi phỉ báng cái việc niệm Phật. Cũng giống như hồi nãy mình nói rằng là bạn lại Phật, nó không có giúp cho bạn giác ngộ, đúng không? Nhưng mà sao? Nhưng mà mình đâu có phỉ báng cái việc lại đâu. Có phải không? Bạn lại để mà nhắc nhở mình tu sửa,
Và bạn thành Phật hay không là do cái quá trình mà bạn tu đó, tức là qua cái quá trình bạn học hỏi, bạn thiền định đó. Còn lại nó chỉ là cái phương tiện để nhắc nhở bạn mà thôi. Thậm chí nếu bạn lại vừa phải thì nó giống như là tập thể dục, nó cũng rất là tốt. Chứ mình không hề phỉ báng cái việc lại, lại không là cái quyền của bạn, đúng không? Cũng giống như niệm, niệm nó không thành Phật, nhưng mình không phỉ báng cái việc niệm. Bạn có quyền bạn niệm. Và tác dụng của cái niệm Phật á, nó cũng có một cái tác dụng nhất định. Ví dụ như khi mà bạn niệm riết cái danh hiệu của Phật, nó cũng thành quen. Bạn niệm riết nó cũng thành quen. Ví dụ như là mình hay niệm là Nam Mô Cồ Đàm Phật Đà, tức là mình niệm cái tên nguyên thủy của Phật đó. Ở những cái tên khác thì có thể là qua cái quốc gia này quốc gia nọ người ta dịch ra thì nó khác. Thì mình cứ niệm cái tên mà ban đầu, cơ bản ban đầu, Nam Mô Cồ Đàm Phật Đà. Bạn niệm khác cũng được, không có sao hết, bạn niệm gì cũng được hết. Niệm để làm gì? Để chúng ta nhắc nhở cho chúng ta rằng là chúng ta sống thiện, chúng ta sống thật, chúng ta sống thật, chúng ta làm những cái việc nó phải đúng với cái đạo lý, nó không có xâm phạm lợi ích hợp pháp của người khác. Chúng ta niệm để lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta lúc nào chúng ta phải học, phải nghiên cứu, để mà chúng ta tu sửa. Nhắc nhở cho chúng ta giống như niệm nó thành thói quen, mà khi thói quen rồi lúc nào đấy là trong đầu của chúng ta cũng suy nghĩ, đúng không? Và lúc nào chúng ta cũng được nhắc nhở, gọi là một cái cơ chế nhắc nhở tự động. Não chúng ta sẽ hình thành một cơ chế nhắc nhở tự động là lúc nào chúng ta cũng phải sống hướng thiện. Vì bản chất con người là ác, nhân chi sơ tính bổn ác. Chúng ta niệm riết là nó nhắc nhở cho chúng ta sống hướng thiện. Đó là tác dụng của niệm. Vậy mình không có phỉ báng cái việc niệm. Mình không có là kêu bạn đừng niệm. Mình chỉ nói rằng niệm nó không có tác dụng thành Phật, nhưng mà nó có tác dụng nhắc nhở. Ví dụ có nhiều người là niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà, nó là ra tùy bản, muốn niệm tùy bản. Bạn niệm Thích Ca Mâu Ni, đó là tùy bản, Quan Âm Bồ Tát là tùy bản. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề là cái phái tu tịnh độ. Cái phái tu tịnh độ, thì cái phái tu tịnh độ là như thế này: người ta niệm hồng danh của Đức Phật A-di-đà, người ta quán tưởng cực lạc, quán tưởng, tưởng tượng ra, đúng không? Tưởng tượng, quán tưởng về cái cực lạc. Để chi? Để là khai mở cái năng lực của não phải, để khai mở cái năng lực của não phải. Thì bây giờ nói tới não phải thì đó là các bạn lại phải nghiên cứu qua cái quyển gọi là Bí ẩn của não phải. Mỗi đứa trẻ là một thiên tài, của tác giả Shichida, giáo sư Shichida. Nói tóm lại, khi bạn quán tưởng về cực lạc, bạn có thể khai mở năng lực của não phải. Cái này các bạn đọc thêm sách Bí ẩn não phải của ông Shichida. Thì bây giờ mình nói cơ bản là về cái phái tu tịnh độ, là khi bạn quán tưởng về cực lạc, bạn nghĩ, bạn suy nghĩ về việc đó, thì một ngày nào đó bạn cứ suy nghĩ riết, suy nghĩ hoài, giống như là bạn thiền định, bạn tư duy đó, thì một ngày nào đó bạn sẽ tìm ra được cái phương pháp để mà bạn sẽ đi đến cái sự giác ngộ. Chúng ta lưu ý, theo như thầy Từ Thông thì cực lạc cũng chính là niết bàn. Trạng thái cực lạc cũng là cái trạng thái niết bàn, và cũng là cái trạng thái giác ngộ các bạn. Chúng ta hiểu là như vậy. Thế nè, bạn phải quán tưởng cực lạc. Quán tưởng một ngày nào đó bạn sẽ tìm ra được phương pháp để mà bạn giác ngộ. Chứ không phải rằng là cứ chúng ta niệm Đức Phật A-di-đà, chúng ta kêu hoài, thì một ngày nào đó là Đức Phật A-di-đà sẽ dắt chúng ta về, gọi là về cái nơi là cực lạc, là không phải. Không phải. Không phải như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà chúng ta làm cái điều ác, thì tự cái lương tâm của chúng ta sẽ là cảm thấy xấu hổ, sẽ thấy dằn vặt. Nếu chúng ta thú nhận trước bình minh thì chúng ta sẽ nhẹ nhõm, mà thường thì con người lại không dám thú nhận những cái việc làm xấu của mình, hay có ý che giấu, mà càng che giấu
thì lương tâm nó càng dằn vặt, càng che giấu, thì cái cảm giác của họ khi mà họ làm điều xấu đó các bạn, cảm giác của họ là họ đang sống trong địa ngục đó. Thì như vậy là cái cảm giác đó chỉ có tự họ mới có thể giải quyết được thôi. Nếu như giả sử có Đức Phật A Di Đà, giả sử có Đức Phật A Di Đà nghe thấy cái lời tâm nguyện của chúng ta, thì Đức Phật A Di Đà sẽ đến để mà chỉ cho chúng ta, đúng không? Chỉ cho chúng ta cái phương pháp để mà chúng ta có thể hóa giải cái địa ngục trong lòng mình. Chứ Phật A Di Đà không có cái khả năng là nắm chúng ta quăng đến cái nơi gọi là cực lạc. Hiểu như vậy là sai. Đã nói Phật là người giác ngộ, tức là không có cái khả năng phép thần thông. Khi chúng ta sống trong địa ngục, tức là chúng ta làm ác, chúng ta tự dằn vặt, chúng ta cảm giác rằng mình đang bị khổ sở, đang bị dằn vặt trong địa ngục, chỉ có chính mình mới tìm ra được cái phương pháp để hóa giải. Và nếu như bạn kêu tên Đức Phật mà Đức Phật nghe được, giả sử Đức Phật nghe được nha, kêu chưa chắc Phật đã nghe được, nhưng mà giả sử nghe được thì Đức Phật sẽ đến rỉ tai, rỉ tai, ê, tao chỉ cho mày cái phương pháp để mà mày tự hóa giải cái địa ngục trong lòng mày. Rồi mày có nghe hay không, mày có hiểu hay không thì tùy. Nhiều khi là Đức Phật đã chỉ rồi nhưng mà lại người này ngu quá, không hiểu, hoặc là hiểu nhưng mà không tin, hoặc là không có kiên trì làm, hoặc là không có đủ cái gọi là cái dũng cảm để mà làm. Đó, thì chỉ có tự mình mới hóa giải được địa ngục, tự mình mới có thể biến địa ngục thành thiên đàng. Địa ngục hay thiên đàng nó đã ở trong lòng mình và nó có sẵn rồi, tự mình làm thôi. Đức Phật không có làm được đâu, cùng lắm là Đức Phật đến đây chỉ cho mình cái cách, chứ Đức Phật A Di Đà không có cái khả năng để mà nắm chúng ta quăng về cái miền cực lạc. Cho nên đừng có cầu xin vô ích. Thì ý là ý nghĩa của cái phái tu tịnh độ là như vậy. Ý nghĩa là giúp cho chúng ta là quán tưởng để mà chúng ta có thể tìm ra được cái giải pháp hóa giải địa ngục trong lòng mình, chứ không phải là để lợi dớt chúng ta lên cực lạc. Những người nào hiểu sai thì họ lại tu theo cái phương pháp mê tín, tức là họ không hiểu về tịnh độ. Họ cứ nói rằng họ tu tịnh độ, tức là gì? Là họ niệm A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, họ niệm hoài đó. Họ nói rằng tôi đang tu tịnh độ, đó không phải. Nó không phải. Rất là dễ bị rơi vào mê tín mà không biết. Rất dễ. Như vậy thì tóm lại là lại Phật cầu xin để mà thành Phật là sai, đúng không? Rồi niệm Phật để mà cầu xin được dớt về nơi cực lạc, được Phật, đúng không? Dẫn đi, gọi là tiếp dẫn, được Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn về nơi cực lạc. Hiểu như vậy cũng là sai. Đức Phật chỉ có thể chỉ cho cái phương pháp thôi, rồi tự mình làm thôi. Bạn có thể dùng từ tiếp dẫn cũng được. Tiếp dẫn thì bạn hiểu đây là chỉ cho cái phương pháp đó. Còn đi hay không là tùy bạn. Còn tụng kinh thì cũng vậy. Tụng kinh mình đã giải thích nhiều rồi. Tụng để thuộc, để thuộc để mà có cơ hội nghiền ngẫm rồi mới giác ngộ. Còn nếu mà tụng không mà không nghiền ngẫm thì cũng không thể nào mà giác ngộ được. Nói tóm lại, Đức Phật là người giác ngộ. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái con đường. Còn đi đến hay không là do các ngươi, đúng không? Ta chỉ cho các ngươi con đường. Còn các ngươi có đi đến được hay không là do các ngươi. Như vậy thì cái nội dung thật sự là nó cũng quá dài rồi. Quá dài. Tập 11 như vậy là quá dài. Tại vì đã mất nhiều thời gian để mà giải thích cho cái bọn dư heo viên đầu bò óc chó. Nó hiểu. Còn nó hiểu hay không á, là chuyện của nó, giống như là mình chỉ cho nó cái con đường để nó hiểu. Mà hiểu hay không là cái chuyện của dư luận viên. Cũng giống như Đức Phật nói vậy đó. Đức Phật nè, ta chỉ cho các ngươi con đường, còn đi hay không là do các ngươi. Thì mình chỉ cho là dư heo viên chó điên ăn cứt gà chiên, là cái nơi mà để cái ly cứt gà sáp dầm nước đá. Mình chỉ thôi. Còn ăn hay không là do dư heo viên, phải không? Mình chỉ cho nó là cái cái nơi mà để mà, hoặc là chỉ cho nó cái phương pháp mà chế biến cứt gà sáp dầm nước đá. Còn bây giờ nó có chế biến hay không, nó có ăn hay không là do là dư heo viên.
chứ mà mình không có thể nào mà mình giúp cho nó no được. Mình không thể là mình không thể mà có cái phép thần thông để mình biến cho nó là cái ly cứt gà sáp làm nước đá mà nó chui vô bụng của Dương Heo Quyên được. Nó phải tự ăn thì nó mới mới no cứt được đó. Chứ còn mình không thể nào mà mình biến vô được, hoặc là cũng có thể là mình đè đầu nó mình đổ cứt vô thì được đó. Nhưng mà nó cũng phải nuốt nữa, chứ mình đổ vô mà nó không nuốt thì cũng đâu có vô đâu đó. Cho nên tóm lại là gì, là Đức Phật chỉ cho là chúng sinh cái con đường giác ngộ. À, còn có đi hay không, có tu hay không, có thực hành hay không, có giác ngộ hay không là do chúng sinh. À, đề tài đã quá dài rồi, cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi cái tập 11, và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn trong cái tập số 12. Mình sẽ dành thời gian để mình nói rất là nhiều về đạo Phật cho nó xong luôn, mình soạn lâu rồi. Cái đề tài về Phật thì mình đã nghiên cứu từ lâu, mình đã nghiên cứu từ khi mà mình học ở lớp 6. Lúc đó mình cũng còn mê muội lắm. Chính mình là đem cái kinh Vô Lan ra mình tụng mà. Mình đã tụng từ hồi mình học lớp 6. Đó, mình đã tụng. Mình nghiên cứu từ lớp 6 luôn. Thế bây giờ là bao nhiêu chục năm rồi. Mình đã nghiên cứu nhiều. Và mình đã nhận ra được một số cái tinh hoa. Những cái tinh hoa mà mình rút ra nó không nhiều đâu các bạn. Nó không nhiều đâu. Chỉ có điều là nói thì nó dài thôi, tức là mình nói, mình diễn tả, mình ví dụ đồ tùm lum thì mình nói nó dài, chứ còn thực sự ra nó không có nhiều. Đó, nó không có nhiều. Và chúng ta cũng lưu ý là đạo Phật là cái đạo giác ngộ rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Đức Phật nói rất đơn giản, rất dễ hiểu. Trong đạo Phật không có mật tông, không có gì là bí hiểm cả, không có gì là vi diệu mà thẩm thâm hết. Những cái người mà làm cho nó vi diệu lên, nó thẩm thâm lên, nó khó hiểu lên, đó là những người á, họ cố tình họ làm như vậy để mà họ ra cái vẻ gọi là ghê gớm trong cái mắt của quần chúng nhân dân, chứ Phật là không bao giờ mà tự làm ra vẻ ghê gớm cả. Phật muốn mọi người đều hiểu. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tập số 12.